Sáng 31 tháng 12, người dân đi thu hoạch cây tràm tại khu vực đất rừng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp La Ngà ở xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai thì bất ngờ thấy một con voi rừng ngà lệch. Con voi khá độc đáo bởi một ngà chỉ thiên, một ngà chỉ địa khá hung dữ, nhưng con voi này chỉ đi tìm kiếm thức ăn, sau khoảng 30 phút rồi trở lại rừng, không phá hoại tài sản hoa màu của người dân. Theo người dân địa phương, voi ngà lệch này rất hiếm khi xuất hiện ở khu vực trồng tràm, mà chỉ xuất hiện ở khu vực trồng cây ăn trái để kiếm thức ăn. Thời gian gần đây, voi ngà lệch ra rẫy của người dân với tần suất khá nhiều. Voi di chuyển khá nhanh, khoảng 40 km một ngày, mùa mưa thường vào trong rừng, vào rẫy của các hộ dân để ăn xoài, điều mía, và mùa nắng ra bìa rừng uống nước, tìm kiếm thức ăn.